Dạ xin chào tất cả của chú anh chị đang xem kênh nha. Trở lại video ngày hôm nay thì có một cái sự việc cũng khá là bất ngờ. Khi mà trong cái đêm gọi là dỗ tổ sân khấu gì đó của chú anh chị mà được Hồng Phượng gọi là tổ chức đó, thì bất ngờ có một con bướm lạ bay vào đậu trên tay của Hồng Phượng. Ngay lập tức thì nguyên một cái bầy gọi là bầy đàn của tụi nó bay lại nói là cậu Năm hiển linh, cậu Năm trở về đó, cậu Năm phù hộ cho Hồng Phượng này nọ đó. Nếu mà cậu Năm có phù hộ thì giái ổng làm cách nào đó để phù hộ để mẹ con cô Sáu phù phép, có một chút gọi là phép thuật để gọi là biến căn nhà số 5 thành căn nhà của mình đó, thì kêu ổng phù hộ nha. Ở đây thấy một cái con bướm hay là một cái con chuồn chuồn gì đó bay vô đậu trên tay cũng nói cậu Năm hiển linh, thấy con mũi gọi là buông trên tay mình nó cắn mình cũng nói cậu Năm hiển linh nữa, thôi thua rồi. Thua thật sự rồi, tụi này nó ngáo đến cái mức độ mà gọi là chơi gọi là qua cái hệ tâm linh. Những cái con bướm, những cái con vật rồi là nó chạy vào nhà mình hay là nó buông trên tay mình, cái đó là chuyện bình thường đó. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy là nó đem cái câu chuyện đó để ra ma mị, ma mị khán giả rằng là cho rằng là tụi nó đang làm đúng đó, đang làm đúng nên cậu Năm mới hiển linh, mới ủng hộ, đúng không đó. Cái ý định, cái ý nghĩ của tụi nó là như thế đó cô chú anh chị đó. Và trong cái bữa dỗ tổ đó thì Khứa Hài Lê Tính cũng gọi là qua xin lỗi khọt xèo. Trời ơi, thì thật sự là cái bài này nói chung là những cái kẻ gọi là quay lưng quay xe rồi đó cô chú anh chị, nó làm hoài đó, hết thằng này tới thằng kia cũng có một bài mà qua xin lỗi người này xin lỗi người kia để gọi là chi bu bám vào cái câu chuyện tiếp tục kiếm cơm đó. Chứ bây giờ bên bển thì Khứa Tính tối ngày chỉ lên mạng ăn mày mạng thôi chứ làm gì đó. Nó bây giờ diễn hài thì ai đâu dám diễn chung đó, sống làm sao mà ghét mà không ai dám diễn luôn. Bây giờ phải là trôi dạt về Việt Nam đó, trôi dạt về Việt Nam để gọi là bu bám vào drama của Hồng Loan đó, bu bám vào những kẻ gọi là nước cốt nhậu đường trị đau lưng nhức mỏi đau xương khớp tê bì chân tay thần kinh tọa ha, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn ha. Còn đây là rượu sâu bóp và bông gân chặt tay chặt khớp xương khớp rất là tốt cho người già ha. Ai cần liên hệ số màn hình nha quý vị. Như là thám tử cao đó, rồi nào là bé ve để gọi là nâng đỡ mình lên đó, mai mốt gọi là cho mình trở lại sân khấu đó. Chắc tôi nghĩ là sau này khi mà bé ve đó được trở lại sân khấu thì chắc cũng không quên anh Hề này đâu. Chắc tôi cũng nghĩ là khi mà bé ve đi hát á là sẽ tiếp tục gọi là có những cái pha gọi là hài hước vào để lôi anh Lê Tính này lên sân khấu. Nhưng mà ngày đó chắc còn xa lắm. Tôi nghĩ là chắc tới lúc mà màu xanh cổ luôn, màu xanh cỏ luôn mà anh chưa có thể là trở lại được sân khấu đâu. Bởi vì bây giờ thấy rồi, bé ve bây giờ cái thân nó lâu còn chưa xong. Đó, bữa đói bữa no làm được một cái show hát á thì cái bữa show đó là tôi nghĩ chắc toan rồi, chắc lỗ rồi chứ sao mà lại được chứ vậy? Không có lại được đâu. Chủ yếu là đánh dấu cái sự trở lại thôi. Nhưng mà thật sự là những cái người mà ủng hộ cho cái sự trở lại đó thì toàn là những cái người bên phe bên đó không à. Thì phe bên đó chắc chắn là nó sẽ ủng hộ rồi, chứ không có một cái khán giả nào trung lập để ủng hộ cho gọi là bé ve trở lại cái sân khấu, trên cái đèn sân khấu nữa. Đó là do cái tính cách, do cái sự ăn ở của mình. Đó, một cái người nghệ sĩ hát hay là một chuyện đó, còn nhân cách, còn cái nhân phẩm của họ là một chuyện nữa của chúng chị đó. Nên cái hai chuyện này là chúng ta phải đạt được hết đó. Một người nghệ sĩ mà muốn nổi tiếng là chúng ta phải đạt được hết những cái điều đó thì khán giả mới thật sự là ủng hộ đó. Còn bây giờ thí dụ mà bé ve nó hát hay đi nhưng mà cái nhân cách nó như cái nụ dẻ gắt thì ai đâu mà ủng hộ đó. Một cái người nghệ sĩ không có nhân cách, không có đạo đức thì ai đâu mà ủng hộ cô chú anh chị đó. Tôi nghĩ là cô chú anh chị khi mà mình bỏ tiền ra là mình cũng sáng suốt, mình cũng thông minh khi mình bỏ số tiền nó ra để mình ngồi mình nghe người ta hát đó, thì mình chắc chắn là mình sẽ cũng rất là chọn lựa, chọn lọc những khán giả mà thật sự là ủng hộ mình đó. Nghệ sĩ mà mình ủng hộ đó cô chú anh chị là những người mà mình đặt vào cái niềm tin đó, mình yêu thích họ từ cái lối sống của họ chứ không phải đơn giản mà mình ủng hộ họ vì họ hay đâu đó. Hay thì thiếu gì người, nhưng mà cái nhân cách không có thì sau này thì cái nghề nghiệp nó cũng tiêu tan thôi đó. Nên là tại sao Hồng Loan tuy có hát gọi là không bằng Hồng Phượng ha, ở đây chúng ta thẳng thắn nhau mà nói Hồng Loan hát sao bằng Hồng Phượng được, hát chứ có khoảng phân nửa đường thôi đó, nói thẳng ra là khoảng nửa đường Hồng Phượng thôi, nhưng mà lại nhận được cái sự yêu quý của khán giả, sự yêu quý của cô chú anh chị đó. Nên chúng ta từ đó chúng ta thấy là hát hay là một chuyện thôi, còn nhân cách, nhân phẩm, đạo đức của con người thì là một chuyện nữa mới nhận được sự ủng hộ của khán giả.
đó. Và trưa ngày hôm nay thì tôi không biết là cái câu chuyện mà cô Sáu cùng với lại anh Tính với lại anh Thành đó, ba anh em trên ba chiếc xe ba gác gọi là qua nhà của cô Sáu dọn đồ tới đâu rồi, mà tôi cũng chưa có thấy thông tin nào mới để cập nhật cái cho cô chú anh chị đó. Tôi nghĩ là qua bản là chở cái gọi là cái tủ lạnh để gọi là đem về đó, chứ bây giờ là cái tủ lạnh bên đó để nó hôi thối, nó chật nhà đó, đồ đạc rồi những cái gọi là rác rưởi rồi đó chở về đi đó, chứ để bên nhà người ta không kỳ quá. Cô Sáu ơi, mình bây giờ mình cũng có nhà rồi, cô Sáu giờ cô Sáu cũng có nhà rồi, cô Sáu cũng phải chở những cái tài sản đó về đi chứ, để nhà người ta làm gì đó. Chừng nào ra tòa đi ha, tòa xử mình thắng thì mình chở đồ mình đến mình ở, còn tòa mình xử mình thua lúc đó mất công mình đến đó mình lấy xe đến đó mình chở về nữa nó quê đó. Nên bây giờ là cô Sáu với gọi là Khứa Tính với lại sạc Thành sạc pin gì đó, Thành guitar gì đó đó, qua đó chở những cái đó về. Còn nếu mà không đủ xe đó thì kêu thêm gọi là tụi Nha Trang vô đó, tụi Nha Trang vô để nó chở phụ đó. Còn mấy thì gần hơn thì Thám Tử Cao đó, rồi Mi Xuân Thiện đó, đó đó, những cái người đó có xe đó họ qua chở cho đó. Bây giờ thử cô Sáu kêu thử coi, Nguyễn Đức Long rồi đó, cô Sáu qua xin cô Sáu kêu những cái người đó chở phụ ra, họ có chở không đó, những cái rác rưới đó là họ đâu có chở, ngoài miệng họ binh thôi. Tôi nói thiệt của chú anh chị á, là tại sao mà những cái con người đó, những con người mà tôi từng biết đó, họ binh họ bảo vệ cho cô Sáu là không phải vì họ thương cô Sáu, không phải vì cô Sáu đúng, mà là họ ghét Hồng Loan để họ binh cô Sáu đó. Cái đó mới là câu chuyện, tại vì họ ghét Hồng Loan đó, họ muốn đối đầu với Hồng Loan thì chỉ còn cách là họ chỉ nằm bên phía cô Sáu thôi. Nhưng khi mà cô Sáu lên tiếng nhờ giúp đỡ thì họ không giúp đâu. Những cái người này tôi quá gành rồi, họ sống người là dơ lắm đó, dơ lắm của chính vậy, họ không có ra tay họ giúp đỡ đâu đó. Chứ không phải là như tôi nói tôi gọi là yêu thương người nào hay tôi bảo vệ người nào đó, thì khi mà người đó cần thì tôi sẵn sàng đứng ra tôi giúp đỡ. Nhưng mà còn họ thì khác của chính vậy, họ không có vậy đó. Thôi kệ bà chứ, bà giờ kệ bà chứ, tôi không phải bên bà đó. Tôi là tôi, tại tôi ghét con Lon thôi à, nó vô ơn với tôi rồi, nó gọi là không có lăng xê tên tuổi tôi, nó không có bi a cho cái những cái việc làm của tôi ghét nó, tôi bên bà thôi chứ tôi thật sự yêu quý gì bà đó, cái kiểu nó vậy đó mọi người. Nên từ đó chúng ta thấy rồi, họ ghét Hồng Lon đó không phải vì là họ thương cô Sáu đó, không phải thương cô Sáu đâu, họ bên cô Sáu không phải là vì họ thương cô Sáu đâu, mà là họ ghét Hồng Lon, họ bên cô Sáu thôi đó. Cái câu chuyện này chúng ta đã, em đã nói rất là nhiều rồi của chú chị, mà đến ngày hôm nay thì mọi người thấy rồi, trải qua thêm cái câu chuyện mà ủng hộ cho đồng bào lũ lụt miền Trung đó, thì thật sự là có nhiều người khá là làm cho mình thất vọng đó, khá là nhiều người chứ không phải là riêng một hai cá nhân nào đó đâu đó. Chúng ta có bao nhiêu thì chúng ta ủng hộ bấy nhiêu đi, trên tinh thần là không phải dựa vào cái câu chuyện lũ lụt để chúng ta đánh bóng tên tuổi. Thì cái điều này tôi hoàn toàn tôi phản đối nha, tôi nói thẳng luôn, dù người đó là ai cũng vậy, tôi hoàn toàn tôi phản đối về việc lợi dụng vào cái câu chuyện bão lũ, cái câu chuyện thiên tai, cái câu chuyện thiên tai của đất nước mà chúng ta lấy ra chúng ta làm một cái phong bạc đó. Thì giờ thí dụ chúng ta chuyển thí dụ 50.000 hay 100.000 đó, sẵn sàng tôi công khai tôi chuyển 100.000, tôi chuyển 50.000, ở đây không có ai ép, không ai ra giá chúng ta phải chuyển bao nhiêu cả đó, chứ không phải nhất thiết chúng ta phải chuyển rồi là 100.000 mà chúng ta đi nổ 100 triệu, rồi 50.000 rồi chúng ta nổ thành 50 triệu, đâu không có cần đó. Chuyển cô chú anh chị thấy đi, những cái người mà hay chuyển tiền xong rồi úp lên mạng đó, là họ để làm gì cô chú anh chị? Họ chủ yếu là họ muốn gọi là đánh bóng cái tên tuổi của họ, cái thứ nhất. Cái thứ hai là họ chỉ muốn được nhiều người biết đến thôi đó, họ chỉ muốn nổ, họ chỉ muốn gọi là những cái người mà làm đúng thì mình không nói nha, ở đây thì mình nói sẵn thẳng luôn, những cái người mà họ chuyển đúng thì họ không cần nói đi, những cái người mà họ chuyển có 50 triệu mà họ nói là 500 triệu hay là 50 ngàn nói thành 50 triệu đó, những cái thành phần mới đáng lên án đó. Thì Thám Tử Cao thì ngày hôm nay cũng chính chị biết rồi, nó cũng lên nó bóc gọi là Võ Diệt Băng trong cái vụ việc mà chuyển 25.000 mà nói thành 25 triệu. Thì trong cái câu chuyện này thì thật sự là mình cũng không có binh vực hay là bảo vệ cho Võ Diệt Băng được đó, bởi vì câu chuyện này thì nó sờ sờ trước mắt đó rồi. Thì cái đầu tiên thì mọi người nên tìm hiểu lại cái lý do cái câu chuyện đó, là Võ Diệt Băng cũng đã lên tiếng đính chính về cái vấn đề của mình
đó là cho rằng là một cái thư ký của mình đã chuyển cái số tiền đó. Thì thật sự là để nói 25 triệu với lại 25.000 thì nó khác nhau hoàn toàn. Thì đây tôi đã nói rồi, tôi là không bên gọi là ai cả của những chị. Tôi nhìn vào sự thật tôi nói 25 triệu nó khác nhau với 25.000 khá xa. Và trong cái nếu mà đã chuyển 25.000 thì sau khi cái cô thư ký đó cổ chuyển cho vào cái mặt trận Tổ quốc đó, thì cổ chụp màn hình, cổ gửi cho Võ Việt Băng, thì cái số tiền nó phải hiện lên 25.000 chứ không thể nào hiện 25 triệu được. Đó, thì ở đây thì không biết. Cái thứ nhất, chúng ta đặt ra một cái dấu hỏi là do cô thư ký chỉnh sửa hay là do một ai đó chỉnh sửa để gửi cho Võ Việt Băng đăng. Đó, cái thứ nhất nha. Ở đây thì tôi không nói là Võ Việt Băng sai hay đúng ở đây. Bởi vì cái vấn đề là Võ Việt Băng bây giờ cũng đã chuyển 25 triệu vào cái gọi là cái mặt trận Tổ quốc rồi. Cái điều đó thì khắc phục đó, gọi người ta gọi là khắc phục đó, cũng đáng ghi nhận đi. Đó, cái đó là trước sau cũng cái đó điều đó đáng ghi nhận. Nhưng mà ở đây thì chúng ta phải nên nói rõ cái vấn đề này. Đó là Võ Việt Băng là nên làm rõ cái vấn đề này. Cái thứ nhất, có nhiều cái điểm làm rõ ở đây. Cái thứ nhất là phải có được cái tiếng nói của cái cô thư ký đó, cô thư ký nào đó chuyện đó. Rồi phải có tiếng nói, phải có giải thích được lý do để cho những cái bọn gọi là bên phía bên kia họ không nhìn chúng ta, họ không nhìn những người ủng hộ Hồng Loan với một cái cặp mắt gọi là coi thường. Thấy không? Bởi vì tôi thấy là nó hơi bị coi thường rồi. Bởi vì chỉ có 25.000 mà nó 25 triệu là theo tôi cũng không chấp nhận được. Thấy không? Tôi cùng phe hay là riêng phe gì đó, cái đó tôi cũng không chấp nhận được của chúng chị. Đó, nếu mà thật sự cố ý nha. Còn nếu mà cô thư ký đó làm thì tôi nghĩ là nên làm một cái đơn để tố cáo về cái hành vi của cô ta, về tội lợi dụng chiếm đoạt tài sản. Bởi vì anh là anh kêu anh chuyển là 25 triệu mà nó chuyển chỉ có 25.000, thì cái số tiền đó nếu mà không được gọi là cộng đồng mạng soi ra thì cái số tiền đó nó sẽ đi về đâu cô chú anh chị, đúng không? Cái số tiền đó là cô kia lãm là 24.975.000, đúng không? Đó, bởi vì cái phí chuyển miễn phí rồi đó, ẩm cái số tiền chính xác là 24.975.000, bởi vì chỉ có 25.000 à. Đó, nên đây là một cái việc mà lợi dụng chiếm đoạt tài sản đó, thì tôi nghĩ là chỉ có cái đường đó thôi mới để gọi là giải được cái quan của Võ Việt Băng. Chứ thật sự là những cái lời nói thì nó chỉ mang tính chất gọi là tham khảo thôi đó, chứ nó không có một cái gì để gọi là chứng minh rằng đó là sự thật đó. Cái này thì tôi nói thật nha, tôi rất cực kỳ là ghét cái vụ mà nổ nha mọi người. Đó, đứa nào mà nổi với tôi thì hơi mệt đó. Đó, mình có sao mình chơi gì đi, mình nghèo thì nói mẹ mình nghèo, mình giàu thì mình biết được rồi. Đó, chứ không phải cần lên để nổ, mình nghèo thì mình có nhiêu chuyển nhiêu. Bây giờ tôi có 500 ngàn, tôi chuyển 500 ngàn, bây giờ Võ Việt Băng chuyển 500 ngàn cũng được nữa. Không có ai nói gì chứ, đứa nào nói, đứa nào dám bước ra nói. Và tôi biết có nhiều người, cô chú anh chị, họ chuyển sẵn sàng, họ chuyển tiền, số tiền lớn, nhưng họ không công khai. Điển hình lên như là cái trường hợp của cô Hằng chú Dũng Đại Nam đó. Đó, họ gọi là ủng hộ 5 tỷ đó, nhưng mà họ đâu có công bố, không làm gì, trừ khi tới khi báo chí viết, họ mới báo chí viết mà mọi người mới biết. Đó, có nhiều người không riêng gì những cái doanh nghiệp lớn đâu, có những cá nhân cũng vậy. Họ chuyển tiền đó, xong rồi họ che lại cái số tài khoản của họ, bởi vì họ cũng không muốn công bố ra để làm gì. Đó, họ không muốn công bố. Đó, những cái người đó mà tôi mới nghĩ là họ mới thật sự là những người ủng hộ thật sự cho đồng bào. Bởi vì họ ủng hộ với là một cái không cần một cái tên hay là một cái tiếng hay là một cái tuổi của mình được nổi lên cả. Đó, họ không lấy cái đó ra để làm cái phong bạc để cho mình nổi tiếng hơn. Đó, cái điều đó mới đáng quý. Đó, còn về cái vấn đề mà của cô Hoa hậu Phương Lê đó, sau khi mà mọi người tìm kiếm không thấy cái số tiền của cô ấy đó, thì thật sự là cũng khó mà để mà biết cô này có chuyển được hay không nha. Trừ khi cô ấy chỉ sao kê cái tài khoản của mình thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là cô ấy không làm điều đó đâu. Bởi vì nhất thiết cô ấy cũng không nhất thiết để phải gọi là lên mạng để đối chọi lại hay là để giải thích cái vấn đề đó. Nên tôi nghĩ là cái vấn đề mà cô ấy sao kê cái tài khoản á, thì tôi nghĩ là chắc là không thể rồi mọi người. Nên cái câu chuyện này thì mọi người cũng đã biết rồi. Bên phía gọi là Mặt trận Tổ quốc, họ sao kê chỉ có mấy ngày thôi, từ ngày nào đến ngày nào đó thôi. Bởi vì cô ấy chuyển tiền trước đó rồi, nên cái số tiền đó mà để nói để sao kê thì nó không thể nào mà ra được. Đó, nên từ đó mong mọi người sẽ hiểu hơn đó, về cái vấn đề của cô ta.
Nhưng mà để nói là Hoa hậu Phương Lê chuyển 500 triệu ủng hộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đó thì tôi không tin. Cá nhân tôi thì tôi không tin à. Đó, còn cô ấy có chuyển thật hay không thì tôi không biết. Nhưng mà cá nhân tôi thôi nha, là tôi không tin. Bởi vì nhìn vào cái gì, hoàn cảnh và cái gia đình là người mẹ ruột ở dưới quê thì không thể nào mà cô ấy có thể chuyển 500 triệu để cứu giúp người ngoài một cái số tiền lớn như thế. Đó, đây là những gì muốn chia sẻ với mọi người vào buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ thì cũng xin chào và hẹn gặp lại. Nước cốt nhậu đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa của chú anh chị ha. Ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhậu, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu so bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè. Đó, những người mà bị có như là chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu ầm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu sâu bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn. Đó, cũng bao ship toàn quốc luôn. Coi như là chị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tới bị chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000. Còn chai rượu sâu bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.